phẩm rất là ý nghĩa, Di Nặc Ngũ Phúc Quẩy Bác Tiền. Vâng, tác phẩm được chế tác từ chất liệu gỗ đu hương đến nguyên khối 100%. Thì xin mời tất cả các anh chị cùng thưởng lãm chi tiết của tác phẩm, thưởng lãm vẻ đẹp của tác phẩm. Và các anh chị thấy hay thì đừng quên ấn đăng ký kênh để được thưởng lãm những tác phẩm mới nhất của bên em. Thì chúng em thường xuyên tạo ra sản xuất các video hay, ý nghĩa, kèm theo đó rất nhiều những thông tin bổ ích về đồ gỗ mỹ nghệ. Thì rất hy vọng những thông tin chúng em đưa ra có ý nghĩa đối với các anh chị, và đừng nên bỏ lỡ những thông tin rất hay và có ý nghĩa đó bằng cách ấn theo dõi, ấn đăng ký kênh YouTube của chúng em để được xem những video mới nhất. Và quay trở lại với tác phẩm thì chúng em xin giới thiệu chi tiết tác phẩm để các anh chị cùng ngắm và thưởng lãm tác phẩm. Vâng, trước mắt các anh chị là một tác phẩm Di Nặc Ngũ Quỷ Quẩy Ba Tiền, chất liệu gỗ nu hương liền khối ạ. Đây em đang quay tổng thể tác phẩm để các anh chị có thể ngắm vẻ đẹp tổng thể của tác phẩm. Đây từ trên xuống dưới này, các anh thấy, chị có thể thấy được vẻ đẹp sinh động này, bố cục sinh động của tác phẩm này. Tác phẩm với lấy ý tưởng điêu khắc là gồm một cụ Di Nặc ngồi cạnh một chiếc bao tiền siêu to khổng lồ, và cụ vác một cái chiếc gậy như ý. Một bên của chiếc gậy là một thỏi vàng, và một bên kia là một quấn một bao tiền siêu to khổng lồ, rất sinh động, rất sinh động. Đó là năm đứa trẻ xung quanh cụ, đang nô đùa, nô nghịch, mỗi đứa một dáng vẻ, có trai có gái, có nếp có tẻ, với một mong muốn gửi gắm vào trong tác phẩm như một lời chúc cho gia chủ luôn có được sự sum vầy, có được sự hoan hỉ, có được có con đàn cháu đống, và có nếp có tẻ, có cả trai lẫn gái. Đó như là một lời chúc rất ý nghĩa, rất ý nghĩa đến cho gia chủ ạ. Vâng, để thấy được vẻ đẹp của những chú bé, những cô bé cậu bé thì em xin chi tiết check in chi tiết đến từng thành viên cho các bác ngắm ạ. Đây ạ, trước mắt các bác là một cậu thanh niên này, đục rất kỹ nhé các bác nhé. Đây ống tay này, ống tay áo này, cổ tay này, thực sự là so với độ to nhỏ thì các anh chị có thể so sánh với cái ngón tay của em ạ, thì một cái chi tiết nhỏ như này thôi nhưng mà cũng được điêu khắc rất kỹ luôn ạ. Cổ tay rất tròn, rất đầy đặn, rất mũm mĩm ạ. Và cái cậu bé này cầm một cái dây tiền này, ra đây là cuốn một con rơi này. Vâng, rất đặc biệt luôn ạ, rất đầy đủ. Tác phẩm còn có cả một chú rơi, đục rất kinh bong luôn. Rơi thì trong điêu khắc cổ tượng trưng cho là chữ phúc nhé các bác nhé, con rơi tượng trưng cho chữ phúc trong điêu khắc cổ đấy ạ. Đó, các bác có thể thấy này, em có thể luồn tay xuống dưới này, rất kênh bong luôn, các chi tiết rất nhỏ nhắn mà được khắc họa rất là đẹp này, cái cổ tay rất đẹp này. Vâng, mặt của chú cũng rất phúc hậu này, mặt của chú bé rất phúc hậu nhé. Đấy, chỉ bằng ngón tay em thôi. Vâng, vải vóc cực kỳ sắc nét ạ. Vâng, sang một cô bé khác ạ. Đây, một cô bé đây ạ. Đó, một cô bé cực kỳ đáng yêu đấy ạ. Vâng, vẫn có mái tóc dài và trẻ sang hai bên ạ. Khuôn mặt rất nhỏ nhắn mũm mĩm, em có thể để ngón tay em để các anh chị so sánh độ nhỏ của tóc, độ tơ tóc và độ rằng các nét tỉa tóc này rất bé luôn ạ. Và với một cái khuôn mặt mà chỉ nhỉnh hơn ngón tay trỏ của em một chút xíu thôi cũng được khắc họa rất là tỉ mỉ từ môi, mồm, mũi, mắt nhé, rất kỹ luôn ạ. So với những các tác phẩm hàng chợ thì không bao giờ có được cái khuôn mặt mà mịn màng, phúc hậu, tròn trịa, tươi tắn như thế này đâu ạ. Và rất đẹp luôn ạ. Cô bé này là ngồi trên tay của cụ Di Nặc, và một tay thì đỡ cái giải rút cái dây quấn thắt cổ của ba tiền, và cũng được đạt rất là kênh bong. Đây em có thể luồn ra đằng sau, để các anh chị thì có thể thấy là rất là kênh bong luôn.
Vâng, cái niệm ba tiền là quấn, cái niệm ba tiền là quấn quấn luôn vào cái đầu gậy như ý. Cái này là gậy đầu gậy như ý nhé các bác nhé. Cái đầu gậy như ý này là tượng trưng cho một cái lời chúc cho gia chủ luôn luôn vạn sự như ý đấy. Đây là cụ là gánh cái cây gậy như ý này, xuyên từ đây xuyên sang đây này. Đó. Rất là đục tách bạch chi tiết nào ra chi tiết đấy. Rất đầy đủ chi tiết này. Cái miệng bao này cũng rất là đẹp luôn này. Miệng bao rất sắc nét như các bạn nhé. Uốn rất mềm mại luôn. Đó, các bạn có thể thấy này, không có một nhát kẹ bẩn nào nhé. Không có một nhát kẹ bẩn nào. Thực sự hàng đẳng cấp, hàng VIP thì chúng em mới có thể làm được kỹ càng như thế này. Không có một nhát kẹ bẩn nào hết ạ. Rất mềm mại luôn ạ. Rất mềm mại và rất là truyền nhé. Đấy, các bạn có thể thấy này. Chỉ chi tiết nhỏ như là cái miệng bao nó quấn quanh cái đầu gậy như ý này thôi ạ. Cũng thấy được cái độ kỹ của tác phẩm rồi ạ. Nếu mà các tác phẩm mà đỉnh cao là luôn làm truyền được từ các cái phần ẩn ẩn này vẫn có kết cấu nó truyền ra nhé. Vẫn truyền ra liên tiếp với nhau ạ. Rất đẹp luôn ạ. Vâng. Em quay trở lại mặt trước ạ. Quay trở lại mặt trước. Quay trở lại mặt trước để các anh chị ngắm tiếp một vài chú bé nữa, một vài chú bé nữa. Đây, bên này là tả một chú bé đứng ở trên vai cụ, đứng ở trên vai cụ, tay cầm ấm trà, tay cầm ấm trà. Vâng, cũng khuôn mặt rất là xinh luôn, khuôn mặt cực kỳ xinh luôn, rất nhỏ nhắn thôi nhưng mà cực kỳ xinh nhé, cực kỳ chi tiết. Rót trà xuống cho chú bé này, rót trà xuống cho chú bé này hứng trà luôn, cầm cái ly hứng trà, rất là sinh động, rất là xúc tích, rất là vui mắt, cảnh tượng rất vui mắt, tất cả đều kênh bong hết, kênh bong đến từng cái chi tiết nhỏ như này, kênh bong hết các bác nhé, tất cả đều kênh bong nhất, kênh bong hết đây, vâng, và cũng không thể thiếu được khi mình nói về độ đẹp của tác phẩm mà không tả qua một độ đẹp của cụ Di Lặc, vâng, các bác có thể ngắm này, cụ Di Lặc dáng ngồi rất là khoan thai thoải mái ạ. Mặt cười tươi hoan hỉ luôn ạ. Mặt cười hoan hỉ, rất là hoan hỉ phúc hậu nhé. Rất hoan hỉ phúc hậu. Em xin quay sát lại mặt cụ này để anh chị chiêm ngưỡng được cái vẻ đẹp tươi vui hoan hỉ của diện cụ đấy ạ. Đó, rất hoan hỉ này. Vải vóc của cụ thì mềm mại nhuyễn này. Mềm như bún luôn ạ. Mềm như lượn sóng luôn ạ. Rất đẹp luôn. Rất đẹp, rất nhuyễn này. Rất đẹp, rất nhuyễn này. À đây, em chỉ cho anh chị một có thể thấy chứng kiến một cái đường nét rất là tinh tế này, rất là tinh tế cái ống quần này nhé, cái ống quần này và cái bàn chân này. Thực sự là bàn chân của cụ Di Lặc là làm rất là khó đấy ạ. Mũm mĩm và đầy, cái mu bàn chân này đầy nó phúc hậu này, các ngón chân rất là sạch sẽ mũm mĩm này, giống như kiểu bàn chân của trẻ con đấy ạ. Và cái ống quần này làm rất là ôm lấy cái chân cụ nhé. Cái thực sự là cái đường nét này chỉ là một đường nét thôi, nhưng mà với những người thợ bình thường thì không thể tạo ra được cái ống quần mà nó ôm lấy cái dáng chân cụ như thế này đâu ạ. Chỉ những người thợ đẳng cấp ạ, những người thợ đẳng cấp, những người nghệ nhân đẳng cấp mới tạo được những cái đường nét nó tinh tế như thế ạ. Vâng. Đó. Và điểm đặc biệt nữa của tác phẩm ạ. Điểm đặc biệt nữa của tác phẩm là chính là ở chiếc bao đấy ạ. Chính là ở chiếc bao siêu to khổng lồ này ạ. Và đặc biệt là chiếc bao này lại còn rất nhiều lu luôn ạ. Rất nhiều lu. Chiếc bao này thực sự là một bao VIP luôn ạ. Bao nói về bao này là bao đựng tiền, đựng của. Đựng tiền, đựng của. Đựng báu vật, đựng phép màu ở bên trong chiếc bao này ạ. Và chiếc bao này rất VIP, là được chế tác từ chất liệu gỗ nu hương nhé các anh chị nhé. Em xin quay một vòng chiếc bao để các anh chị thấy được chiếc bao rất nhiều nu luôn ạ. Đó, nu hồng rực luôn. Đây mới là bên cạnh nữa. Đây mới là bên cạnh chiếc bao luôn. Nu hồng rực. Vâng. Đến tiếp đây là đằng sau. Đằng sau của chiếc bao. Đấy. Vâng. Một chiếc bao rất là to, căng mọng và rất nhiều nu. Tác phẩm liền nguyên khối 100%. Anh chị thấy đẹp chưa? Vâng, tất cả các anh chị đang xem video thưởng lãm tác phẩm thì thấy đẹp thì hãy nhớ ấn đăng ký kênh ủng hộ chúng em nhé. Chúng em sẽ ra nhiều tác phẩm đẹp nữa, đẹp
nhiều tác phẩm siêu vip siêu đẹp để các anh chị có dịp được thưởng lãm ạ. Vâng, các anh chị có thể nhìn thấy mặt nghiêng của tác phẩm đây, nhìn từ bên nghiêng vào tác phẩm rất sinh động, rất có chiều sâu luôn ạ. Chỉ những cái phôi gỗ mà có bề sâu đủ rộng thì chúng em mới hạ được pho tượng sâu và như thế này để làm các chi tiết nó có chiều sâu hơn và nổi hơn nhé. Kích thước của tác phẩm là cao 38, rộng 65 và sâu 40, rất vừa vặn để trưng trong nhà, cũng như là cũng là để trưng phòng khách thì cũng rất là hợp lý luôn ạ. Một tác phẩm tô là nổi bật thêm phòng khách, và thực sự những ai chứng kiến, những ai chiêm ngưỡng tác phẩm tận mắt này, đến nhà những người vị khách đến thăm nhà mà có tác phẩm này ở trong nhà thì thực sự là đánh giá cái gu thẩm mỹ của người chủ nhà rất là cao luôn ạ. Thực sự là gu thẩm mỹ của gia chủ cực cao luôn, tôn thêm cái vẻ đẹp sang trọng cho ngôi nhà của các anh chị. Vâng, để biết thêm, anh chị biết thêm chi tiết thì có thể liên hệ với số điện thoại ở để trên màn hình, hoặc là anh chị cần hỏi bất kỳ thông tin nào liên quan đến đồ gỗ thì anh chị cứ nhắn tin Zalo hoặc là alo trực tiếp cho đường dây nóng của bên em sẽ nhiệt tình tư vấn tất cả những thắc mắc của các anh chị, không chỉ dành riêng cho tác phẩm này mà còn bất kỳ vấn đề gì về liên quan đến đồ gỗ mỹ nghệ thì bên em cũng xin được có dịp giao lưu và chia sẻ tất cả những kinh nghiệm mà chúng em biết được, hoặc những thông tin chúng em biết được để giải đáp những thắc mắc của anh chị. Thì chúng em xin kết thúc cái video này tại đây, và các anh chị thấy hay thì vui lòng chia sẻ video này để cho những người thân và bạn bè của anh chị cùng chiêm ngưỡng được tác phẩm. Và các anh chị đừng quên ấn đăng ký kênh YouTube của chúng em để được xem những video mới nhất. Em xin chân thành cảm ơn và chúc anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống ạ.